Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi vấn đề luật pháp, thì tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hồi nãy có một cái thân chủ gọi về vấn đề có cái judgment. Ok, xin lỗi. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello, con chào luật sư. Dạ, chào em. À, thưa luật sư, con xin có câu hỏi là con có đứa con gái nó 17 tuổi rưỡi mà nó có bằng lái xe nay được 14 tháng rồi luật sư. Thì lúc trước thì con có nghe luật của DMV là khi cháu mà nó mới có bằng lái luật sư thì một năm đầu cháu nó không chở bạn, không được chở bạn nó. Nhưng mà bây giờ cháu nó được 14 tháng là qua một năm mà như vậy cháu nó có được quyền chở bạn ở dưới 18 tuổi không luật sư? Nó thường thường ở trong một năm nếu nó chở dưới 18 tuổi phải có cái người lớn trên 25 tuổi ngồi trong xe. Cái việc mà cho dù quá một năm, nó đã có trên quá một năm rồi mà nó chở mấy đứa nhỏ đó, cho dù có thể chở đi được đi chăng nữa đó, tôi cũng khuyên em không nên cho con em chở bạn của nó. Ok. Tại sao vậy? Tại vì nó 17 tuổi rưỡi, nếu nó gây ra tai nạn đó thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, mà cái trách nhiệm của em không có giới hạn ở cái insurance policy. Mà nó sẽ ảnh hưởng luôn cả tới nhà cửa, tài sản gì của em. Chưa kể đó là những cái đứa nhỏ mà ngồi cùng xe với con của em đó, nó cũng có thể kiện con em. Ok. Thêm vào nữa đó là bởi vì khi mấy cái đứa con nít đó mà ngồi chung với nhau á, là nó nói năng rồi cãi lộn rồi lúng túng beng hết, vui vẻ, distracted, không có để tâm, không có để ý trong cái vấn đề lái xe. Thì nó lại càng vô cùng nguy hiểm nữa. Mà cái vấn đề chính á, là bởi vì khi cái đứa con của mình nó dưới 18 tuổi thì cha mẹ là cái người chịu civil liability, trách nhiệm về dân sự cho bất cứ những cái thiệt hại gì mà nó gây ra cho bất cứ ai. Ok. Thành ra đó mà cái trách nhiệm đó là không có giới hạn đâu, không có limit ở cái policy. Thành ra vẫn tiếp tục nói với nó tuyệt đối không có chở ai hết á, và lái xe, và cũng không nên lái sau 11 giờ cho tới 7 giờ sáng, không có lái ban đêm, và cũng không có được chở ai hết á. Ok. Tốt nhất là chở, chỉ nếu được lái được thì đi từ nhà đến trường, đi trường về như nào về nhà thôi. Ok. Khi á, mà con em tới 18 tuổi á, mà em có khả năng, thì tốt nhất á, nếu là em có cho nó chiếc xe để nó lái, để nó đi học hay là đi làm gì đó, thì tốt nhất á, là sau khi nó trên 18 tuổi rồi thì em sẽ chuyển cái chủ quyền của cái xe đó, tức là register owner đó, em chuyển sang cho nó để nó đứng tên một mình chiếc xe đó. Em không nên đứng tên cho cái xe mà nó lái, hay là cho dù em đứng chung với nó trong cái xe nó lái. Ok. Em để cho nó đứng một mình thôi, cái xe mà nó lái là làm chủ, để nó làm chủ cái xe đó. Xong, nhưng mà em có thể mua cùng với bảo hiểm của em để em có thể được giảm cái bảo phí do cái gọi là multiple car discount. Tức là nhiều khi mình mua cùng, vì nguyên gia đình đó, mình mua cùng cái bảo hiểm đó, thì cái tiền lệ phí, bảo phí nó sẽ rẻ hơn. Cái việc đó mà em cho nó làm chủ chiếc xe và em mua cùng policy của em đó, thì rủi nó có gây ra tai nạn, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái tài sản riêng của em, cho dù cái tai nạn có lớn cách mấy. Ok. Thưa luật sư, con cảm ơn trường hợp luật sư khuyên vậy rất là đúng, nhưng mà bây giờ con lấy trường hợp của con là không có tài sản, mình chỉ mướn nhà thôi. Thì bây giờ cái xe con mua là mới cách đây 3 năm. Như vậy con có nên sang tên xe cho con không? Hay là tại mình không có tài sản này hả? Thì không sang tên cũng được, thưa luật sư. Không sang. Ok.
không sang tên cũng được, nhưng mà thế này, em á có mấy chiếc xe, tức là nói chung đó là em có xe riêng em lái và con em có xe riêng con em lái, hay là sao, hay là hai mẹ con cùng lái một chiếc xe? Thưa luật sư, hai vợ chồng với một đứa con mà chỉ có hai cái xe thôi chứ không có khả năng mua được ba xe nữa. Ok, ok, vậy thì hai vợ chồng, vậy thì câu hỏi đó là cái xe mà con em lái là cái xe mà nó lái thường xuyên hay là nó chia sẻ với vợ chồng em? Thưa luật sư, hai cái xe đó là chồng con đứng tên thôi chứ một mình chồng con đứng hai xe. Rồi con với con gái con là giống như trẻ ké ha, cái hai cái xe đó chồng con đứng tên. Tốt nhất á là để cho con em đứng tên cái xe mà cháu nó lái. Lý do tại sao? Tuy đó là em không có tài sản gì hết, nhưng mà nếu á, con em gây ra tai nạn, ok, chồng em và con em sẽ hai người sẽ đều bị kiện hết á. Dạ. Lý do, dạ, tôi làm mấy chục năm nay về vấn đề tai nạn xe cộ là cái chính của tôi. Thường thường đó, bất cứ cái vụ đụng xe nào đó, khi mà bị kiện á, bao giờ á, chúng tôi cũng kiện cái người chủ xe trước. Và nếu cái người chủ xe cũng là người lái xe thì không nói gì, mà nếu người lái xe và người chủ xe là hai người khác nhau đó, là tôi sẽ kiện hết hai người. Bởi vì theo luật đó, lấy thí dụ nha, nếu thí dụ tôi có chiếc xe và tôi có mua bảo hiểm xe của tôi, nhưng mà bữa hôm đó đó tôi xe tôi nó hư, tôi mới nhờ mượn cái xe của bạn tôi, bạn tôi cũng có bảo hiểm của xe bạn tôi, bây giờ tôi lấy cái xe đó của bạn tôi lái xe, tôi vượt đèn đỏ, tôi đụng cái người kia, tôi gãy giò đi chẳng hạn, thì đó cái người nạn nhân đó biết ai, nó sẽ kiện ai trước không, cái bảo hiểm nào sẽ chịu trả trước nhất không? Không phải bảo hiểm của tôi mà bảo hiểm của người chủ, của người bạn tôi, là chủ xe. Chủ xe, bảo hiểm chủ xe là cái bảo hiểm đầu tiên sẽ chịu phải bồi thường. Nếu không đủ, then nó sẽ tới cái bảo hiểm của tôi. Ok? Và nếu cái bảo hiểm tôi không đủ mà tôi có tài sản gì, yeah, thì nó có thể go after cái tài sản tôi có. Thành ra bây giờ nếu mà chồng em đứng cả hai chiếc xe, rủi con em gây ra tai nạn, thì đó không những con em mà chồng em cũng bị kiện luôn. Đương nhiên là phải chậu nhớ đâu mất thì giờ để trả lời lung tung beng hết. Ok. Thành ra không phải là mình không có tài sản gì, nhưng phiền thôi. Tại sao mình phải chuốc lấy cái phiền mà nhớ đâu làm một cái chuyển nhượng rất là dễ dàng. Ok. Thưa luật sư, như con em tháng 9 tới này còn 4 tháng nữa là cháu nó đúng 18 tuổi á luật sư. Dạ. Thì như vậy là khi mà tháng 9 cháu nó sinh nhật 18 tuổi thì lúc đó cháu là thành cái người lớn, mà lỡ có sau cái tháng 9 đó mà xảy ra tai nạn đụng xe thì có ảnh hưởng gì đến ba nó là người chủ xe không thưa luật sư? Tùy em hỏi, nó tới 18 tuổi với điều kiện mới 18 tuổi, ok, giờ mới tháng 5 mà. Ok, tới tháng 9 nó 18 tuổi. Yeah. Mà nếu á cái tùy theo nó đứng có sau đó nó có đứng tên chiếc xe khi mà nó gây ra tai nạn hay không, hay là ba nó dựng nó xài té của xe của ba nó đứng tên vậy đó, thì đương nhiên là người ta sẽ kiện ba nó lẫn nó. Yeah. Tôi nãy vừa tôi mới nói xong mà em cũng nghe à. Yeah. Yeah. Tôi nói là cái người chủ xe là cái người chịu trách nhiệm đầu tiên hết. Do đó chồng em còn đứng tên xe là chồng em bị kiện đầu tiên hết, rồi nó sẽ kiện luôn chồng em lẫn con em, hai người hết. Mà nếu chồng em không muốn bị phiền, bị kiện đó, thì phải chuyển tên qua cho con em thôi. Thưa luật sư, thí dụ người ta kiện mà chồng con không có tài sản, như chỉ mướn nhà thôi, thì họ có lấy vô cái 401k để mà bồi thường không thưa luật sư? Không. 401k không có chủ nào đụng hết đó. Đó là nhiều khi tôi làm một cái living trust đó, thì thường thường cái thân chủ tôi vẫn kêu họ cho tôi biết cái information, cái 401k của họ, để tôi có thể advise về những cái luật liên hệ với 401k. Và đồng thời đó, để tôi liệt đó là một trong những tài sản mà rủi họ qua đời đó, thì người thân họ biết để mà claim. Nhưng mà cái luật về 401k cũng như tất cả những cái pension khác, như là 401k, IRA, mấy người làm cho chính phủ là Thrift Saving Plan, mấy người làm cho county là 457B, dần dần. Thì những cái pension plan đó, tiền ở trong đó không có chủ nợ nào được đụng tới hết đó. Đó là gì mà quý vị đừng có nghe nhiều khi mấy người trên đài nó dụ, ok, bị lấy cái 401k quý vị để dùng đó,
để mà chẳng hạn mua mấy cái life insurance hay là annuity là không nên. Là bởi vì tiền ở trong những cái quỹ hưu bổng đó, 401k, IRA, Thrift Saving Plan, 457b, dân dân. Mấy cái đó không có chủ nào được đụng tới hết á, điều thứ nhất. Thứ hai là nếu mình lấy ra trước khi 59 tuổi rưỡi thì mình sẽ bị phạt 10%, sau đó đó thì mình lấy ra, tại vì cái tiền trong đó nó chưa được đóng thuế mà. Do đó đó nó sẽ khi lấy ra thì bị đóng thuế. Tới đây thì tôi lại phải tạm ngưng. Cảm ơn luật sư. Yeah, ok. Để tài trợ phần quảng cáo thương mại. Cảm ơn em.